Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Và sau đây sẽ là những nội dung mới nhất trong ngày. Mời các bạn cùng chú ý và theo dõi. Đền thờ tổ nghiệp của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh gặp biến căn giữa thời điểm nhạy cảm, cộng đồng mạng hả hê. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh liên tục gặp chuyện trong vài tháng qua. Mở đầu là ồn ào với bà Nguyễn Phương Hằng, bị nghi ngờ mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên. Tiếp đến, nam danh hài gây tranh cãi khi chậm trễ giải ngân gần 14 tỷ đồng cho miền Trung. Sự việc này chưa qua, lùm xùm khác lại tới, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của Hoài Linh. Nếu như trước đây ông được nhiều người kính trọng khen ngợi, thì giờ đây đâu đâu cũng thấy lời mỉa mai và châm biếm. Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh tiếp tục trở thành mục tiêu của những trò đùa trên mạng xã hội. Dư luận phát hiện, không hiểu lý do vì sao mà đền thờ tổ nghiệp tâm linh Việt của ông ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh đã bị đổi tên thành trung tâm từ thiện 14 tỷ trên Google Maps. Cộng đồng mạng đang truyền tay nhau thông tin này, thử check in kiểm chứng. Đáng nói nhiều người lại tỏ ra hả hê, nói lời mỉa mai nam danh hài và số tiền gần 14 tỷ đồng từ thiện. Tuy nhiên, cần phải nói rõ, việc thay đổi thông tin địa điểm trên Google Maps làm sai lệch hoàn toàn tên địa điểm với mục đích xấu là việc làm đáng lên án, không nên học theo. Trước đó, đền thờ tổ nghiệp của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh còn phải nhận loạt đánh giá một sao trên Google. Mức độ uy tín của nơi này tuột dốc xuống mức thấp kỷ lục, chỉ còn 1,6 trên 5 sao. Sau một thời gian ngắn, phía Google đã lọc lại toàn bộ những đánh giá, trả lại review thật cho đền thờ tổ nghiệp tâm linh Việt. Phía Hoài Linh hiện vẫn chưa lên tiếng về những sự việc này. Đền thờ tổ nghiệp của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh được khởi công xây dựng vào tháng 9 năm 2014. Nơi này rộng hơn 7.000m², tọa lạc tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Kinh phí xây dựng lên đến hơn 100 tỷ đồng do mỗi Hoài Linh bỏ ra. Nói về đền thờ tổ nghiệp, nam danh hài cho biết đó là tâm huyết để đời, cũng là nguyện vọng mình ấp ủ suốt 16 năm. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.